Rồi câu hỏi cuối. Sư Hoa nghĩ cho con hỏi, tương lai sư có ý định mở những khóa tu thiền thực tế nơi, những nơi như nghĩa trang hay không? Con hỏi câu này vì trong tâm rất muốn được thử thách ở những nơi như vậy vào ban đêm, nhưng con chưa có đủ động lực can đảm khi hành thiền một mình ở nơi đó. Xin thưa, nếu mà quý vị mà chỉ đơn giản là muốn ở nghĩa trang á, thì sư giới thiệu quý vị tới cái tháp cốt ở chùa Nam Tông ha. Vô tháp cốt rồi sư để cho quý vị ở đó hàng đêm đó. Nó nếu mà chỉ đơn giản là ngủ ở nghĩa trang thì nó cũng không có gì hết trơn á, thực sự nó không có gì hết trơn. Nhưng mà cái mà thực tế là nó cần như thế này nè, cần phải có một cái xác chết thiệt để mà chúng ta quán. Nếu mà có cái gan á, xin thưa, có cái gan á, là chúng ta phải quán một cái tử thi có thiệt. Nhưng mà thứ nhất á, là mình không có cái điều kiện, không có cái gọi là cái mối quan hệ để mà nói chuyện với những vị ở những cái nơi, những cái ban ngành liên quan, những ví dụ như là ở lò thiêu, như vậy, hoặc là ở nhà xác, hoặc là ở bệnh viện, những cái mổ khóa học mà mổ tử thi đấy, mổ để mà dạy học á, mình vẫn chưa có cái nguồn để mà mình liên hệ. Mà sư rất lấy làm tiếc là những vị ở Phật giáo phát triển á, thì cái mối quan hệ của các vị bên đó rất là rộng, thì nếu mà các vị đó có thể làm được á, thì nó quá tốt. Tại vì bản thân nó là cái pháp tu rất là thực tế, mà cái điều kiện ở Việt Nam thì nó không có đó. Chúng ta phải nhờ ví dụ như là những cái đại học y dược, ví dụ như vậy, những cái bệnh viện mà những hoặc là trong đại học á, mà họ những cái khóa mà thực hành giải phẫu trên cơ thể người đó mà chúng ta có thể tham dự, hoặc là những cái lò thiêu hoặc là cái nhà xác mà chúng ta có thể vào chúng ta quan sát á, thì nó quá tuyệt. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện xa vời thôi, chừng nào mai mốt có tính. Mình như là cái có cái gì cái bữa đi cái lò thiêu gì An Viên hả, như là cũng của Phật giáo đó mà không biết như thế nào. Nhưng mà nói chung ra là mình không có cái mối quan hệ để mà mình làm cái việc này, cho nên thì bây giờ sư nói đó, thì nếu mà vị nào mà có các cái mối quan hệ thì các vị đó hỗ trợ thôi, chứ còn bản thân sư thì sư không có khả năng rồi. Rồi bây giờ á, là sư đã trả lời xong những cái câu hỏi mà quý vị hỏi ở trên cái liên kết. Thì bây giờ nếu nếu như mà quý vị có cái nhu cầu mà hỏi trực tiếp á, thì quý vị có thể gọi sư qua cái Messenger, Facebook Messenger đó. Quý vị gọi thì sư sẽ trả lời trực tiếp cho quý vị. Rồi sư để ở đây chờ quý vị vài phút ha, nếu mà không có thì chúng ta hồi hướng nghỉ.
Rồi thôi, nếu như mà không có ai đọc câu hỏi thì chúng ta hồi hướng ha. Do sự phước báo mà sư cũng như quý vị đã làm trong ngày hôm nay, xin chia đều đến tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá.